côn cực kỳ to luôn. Đây. Rất là nặng anh em ạ. Anh nhìn xem. Côn này là côn 110 anh em nhé. Đấy, cổ kéo côn zin hết anh em nhé. Yeah. Đó, đã đánh quá gấu rồi anh em ạ. Yeah. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Thì hôm nay thì tiếp tục em cập bến cho anh em một cái con này là con súp hơi anh em nhé. Súp hơi này là súp hơi hàng bãi của hãng Ibin, một trong những dòng súp hơi bát 40 anh em nhé. Hàng bãi đánh tiếng rất là uy lực, muốn gửi tới quý vị và các bạn. Về thông số kích thước bên ngoài thì con này là ví dụ cái mặt trên này là hình vuông anh em nhé. Mới chiều sâu là 60, chiều ngang mặt là 60. Còn cái chiều cao của nó, chiều cao này là 48 anh em nhé, 48cm là từ mặt đất lên này. Hai bên của con súp này được có một cái nẹp bằng nhôm, nhìn rất là sang trọng anh em nhé. Đây, nẹp bằng nhôm này rất là sang trọng nhá. Thì về cái kích thước này thì nếu anh em mà có cái phòng mà nó hạn chế về cái chiều cao bên trên thì anh em có thể để nằm, hoặc nếu như là anh em muốn nó gọn hơn thì anh em có thể để đứng lên. Để đứng lên như này anh em nhé, đứng lên thì nó sẽ gọn hơn. À, tùy vào cái của nhà mình thôi, cái kích thước của nhà mình thôi. Con này là bát nó mặt ở đây anh em nhé, tiếng rất là hay luôn. Con này là Ibin nhá. Thì nếu anh em để đứng chiều kia thì anh em thì xoay cái tem này, xoay cái tem này cho nó sang chiều kia cho nó đẹp cũng được. Đấy, rất là nặng anh em ạ, rất là chắc chắn anh em nhé. Căng sắt mà mặt lưới tổ ong một trước này. Đấy, con này thì thiết kế của nó là 4 lỗ thông hơi mặt trước hết anh em nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 lỗ thông hơi mặt trước. Đấy, chiều sâu là sâu 60 phân nha anh em nhé, 60 phân. Đấy, còn về mặt sau này, hình thức sơn là sơn sần anh em nhé, sơn sần chống xước này. Đấy, anh em thấy rất là đẹp nhá. Còn đây là thông số này, thông số kỹ thuật nó hơi à, luôn. Đây, đây là thông số kỹ thuật anh em nhé. Để em để ngửa lại cho anh em xem nó cụ thể nhé. Đây, Ibin anh em nhé, audio này. Mã của nó là BVK20. Đây, công suất trung bình là power handling 500W này, trở kháng 8 ohm. Cái giải tần của nó xuống cực kỳ sâu anh em nha, xuống đến 36Hz này, đến 300Hz anh em nha. Đấy, độ nhạy lên đến 100dB. Đấy, rất là khủng. Đây là cầu của nó anh em nha, một đầu vào một đầu linh ra. Đấy, đây, công suất con này rất vừa tầm cho anh em chơi gia đình nha. Tiếp theo đây em sẽ mở nội thất cho quý vị các bạn cùng xem về con súp hơi này nhá. Đây anh em nhá, đây bên trong nội thất của chiếc loa sub anh em ạ. Ibin anh em nhá. Rất là gấu luôn. Anh thì nhìn bát này. Xương này. Con này là từ 220 anh em nhá. Từ 220. Côn cực kỳ to luôn. Đây. Rất là nặng anh em ạ. Anh nhìn xem. Côn này là côn 110 anh em nhé. Đấy, cổ kéo côn zin hết anh em nhé. Yeah. Đó, đã đánh quá gấu rồi anh em ạ. Yeah. Anh của bát rất gấu luôn. Đấy, bên trong thùng anh em ạ. Bông nó cực kỳ dày anh em nhé. Thùng nó là rất là chắc chắn, bãi nó chất anh em ạ. Ok,